sanh đều phát lòng Bồ Đề. Hồn ba thân này sanh về cõi cực lạc. Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát. Sanh thân Như Lai đẹp má trong đời không ai bằng, không sanh chẳng nghi bằng. Đến nay con đánh lễ các thân Phật vô tận, trí huệ Phật cũng thế. Khiến bỏ thân nóng khổ ấy sanh kia nước mắt vui, con nay sạch ba nghiệp mà quý và tan thắng nguyện cùng cha chúng sanh đồng sanh nước cực lạc. Nhân tâm đảnh lễ Nam mô Thường Tịnh Quang Tịnh Độ A Di Đà. Như Lai quán thân màu thân tịnh khắp pháp giới chư Phật. Nhân tâm đảnh lễ Nam mô Thật Báo Trang Độ A Di Đà. Như Lai thân tướng hải vi trần khắp pháp giới chư Phật. Nhân tâm đảnh lễ Nam mô Phương Tiện Thánh Cư Độ A Di Đà. Như Lai thân trang nghiêm dài quang thân pháp giới chư Phật. Nhân thân đảnh lễ Nam mô Cõi An là Phương Tây A Di Đà. Như Lai thân cận giới đại từ khắp pháp giới chư Phật. Nhân tâm đảnh lễ Nam mô Cõi An là Phương Tây A Di Đà. Như Lai thân hóa đến mười phương khắp pháp giới chư Phật. Nhân tâm đảnh lễ Nam mô Cõi An là Phương Tây Giáo Hoàng Ly Ba Kinh tụng nói bảy canh khắp pháp giới tôn Phật. Nhân tâm đảnh lễ Nam mô Cõi An là Phương Tây Quán Thế Âm Bồ Tát. Tự tìm muôn ức khắp pháp giới Bồ Tát.
Quan ở núi Kỳ Xà, quật nơi thành Phương Xá, cùng với
con giả ta lời văn tôn gia đại bổn kiền liên tôn giả ta giết tôn giả nan văn văn là những bậc thượng tu lại có các ngài phổ hiền bồ tát văn bồ gia đại bồ tát Như Lăng bồ tát và tất cả bồ tát trong hiền kim đến tâm hồi phẩm thứ hai đến tương vô hiền lại có mười sáu vị bồ tát tại gia hiền hộ bồ tát hiện cư vị bồ tát huệ viên đại bồ tát quán vô tu bồ tát thần thông hoa bồ tát quán âm bồ tát bảo tràng bồ tát trí thượng bồ tát tịnh căn bồ tát tiên huệ bồ tát nguyên huệ bồ tát hương tương bồ tát bảo anh bồ tát trung tu bồ tát kế anh bồ tát giải thoát bồ tát là những bậc thượng thủ các vị bồ tát này đều tuân theo hành nguyện của cô hiền đại sĩ tập hành vô lượng thanh niên quyền hành phương tiện đi trăm mười phương làm trái không đứng vào pháp tàng của chư Phật rộng ráo giải qua nguyện chúng ta đang ở vô lượng thế giới đồng chư Phật quan trời cung trời đó xưng giáng sinh vào cung vua bỏ ngôi gì mà xuất gia cô hạnh hồng đạo thì hiện thuận theo thế gian phạm đen chân định huệ hàng cung ma quan đắc pháp vi diệu thành bà cõi chân gia người trời quy hướng chuyển bánh xe pháp đen pháp mạnh vàng hổ thế gian phá thành biển não lắm mau tam dục cốt rạch câu huế hiến bày đức thánh tình điều phụ chúng sanh quy riêng diệu ly tính công luyện đức đây tạo phước điền đem pháp dưỡng cứu liễu ca khổ ba cõi làm phép quan đảnh thọ ký bồ đề giáo hóa bồ tát nên làm a tà lê biểu thị vô biên công hạnh thành thục vô biên thiện căn cho hàng bồ tát vô lượng chư phật đồng đến hộ niệm trong tất cả cõi phật đều có thể thì như vậy như nhà ảo thuật biến ra ca thành tướng nhưng ca hình thấy không có thần tướng bằng bồ tát này cũng là như vậy đã xong mà đã tăng tướng của chúng sanh cũng dường chư phật giác dẫn quần sanh hoa hiền các thần máu như ánh chấp và tam lưỡi chấp quan vầy ràng buộc qua khỏi qua vị thanh và bích chi chân nhập ba pháp không vô tướng vô nguyện xéo lập phương tiện thiên thị ba thường đổi lời hạ chúng hạ tăng thì hiền có duyên độ chứng đắc vô sanh vô diệt vào thấu thiên định được vô lượng trăm ngàn pháp tống trì ngộ nhập hoa nhiên tam muội chứng trăm ngàn tổng trì tam muội vẫn trụ số trong thiên định thấy đó vô lượng đức phật
đặt tướng vô tồn. Vừa rồi ta ban thế gian tâm thường hiền độ qua chúng sanh rồi rời vạn vật tùy ý tự tại với lung đạo phàm phu làm bạn không tính vân giữ pháp tạng nhiệm màu như lai. Hồ đề giống và biến không dựng phát rộng lòng thương xót hữu tình nói lời từ ái cao phàm nhãn đóng đường an mở cửa lành đối với chúng sanh biểu hiện cởi mở cứ chân vò trở mong độ chúng sanh đến bờ giang hồ quyết được vô lượng không đứng chi huệ chẳng chúa không thể nghĩ bàn vô lượng vô biên đại bồ tát như vậy đầu đến có hỏi lại có năm trăm vị kỳ kheo bảy ngàn vị ưu bà tất năm trăm vị ưu bà chi và chư thiên cõi dục cõi chất cõi phạm chúng đồng đến giữa đại hội phẩm thứ ba đại giáo nguyên khởi bây giờ thế tôn hiện trăm ngàn căn tướng oai quang sáng chói như gương sáng tràn chiếu rõ và pháp tôn giả đang liền tự tin ngày nay đứng thế tôn hiện căn tướng nguyên tình ràng rỡ uy nguy cõi từ trước đến nay ta chưa từng thấy thật là hi hữu liền từ chú ngồi đứng dậy chỉnh áo vải quỳ gối chắp tay bành đứng phật rằng bạch đứng thế tôn hôm nay thế tôn vào đại tịch định an trụ trong pháp đặc biệt an trụ trong pháp hành tối thắng của chư phật qua hiện về lai phật phật nhớ nhau thế tôn vì nhớ chư phật quá khứ chư phật vì lai này nhớ chư phật hiện tại phương khác vì sao lại có hoài thần hiến diệu thù đạt như vậy vui xin đến thế tôn chỉ dạy bây giờ đức phật bảo tôn nhã nan lành thay lành thay ông vì thương con lời lạc cảm chúng sanh mời hỏi điều vi diệu như vậy lời thưa hỏi của ông hôm nay công đức thù thắng hơn trăm ngàn vạn lần nhiều kiếp vô thị cũng dường các bậc a la minh chi phật cùng chư thiên nhân loại và các loại bò bay tương đồng trong một thiên hạ vì sao vậy chư thiên nhân loại và tất cả hàm linh đời sao đều nhớ lời hỏi của ông hôm nay mà được đô thoát này à đã như lai vì lòng đại bi vô tận thương xót ba cõi năng cưng hiền ở đời thiên dương giáo pháp là muôn cứu và phần thanh đen lợi ích chân thật khó gặp khó thấy như hoa ưu đàm kiếm gì cưng hiền lời hỏi hôm nay của ông lời ích rất lớn chánh gia của Như Lai rất có suy lượng không gì chướng ngại được có thể trong một niệm an trụ vô lượng kiếp không và cá chân không có chánh việc vì sao vậy định huệ của Như Lai không đã vô cùng thôi thân tự tại với tất cả phẩm mà
con lập đây. Tất cả đều hết các cõi Phật, các có được chân đứng Phật thế gian từ tại vương liền nói với Phan Tam rằng khi như có người lượng nước miếng trải qua nhiều kiếm còn có thể đến đây người đã hết lòng. Cầu đạo tính tâm công dư quyết sẽ được kinh quá vậy thì nguyện gì mà chẳng thành nơi từ suy nghĩ tu phương tiện nào để thành tựu được coi quan trang nghiêm viện tu hành như thế. Người nên tự biết với việc thân tình coi Phật mới nên tự nhiên phán tạm Phật rằng Phật đứng thế tôn điều ấy qua sâu rộng không phải cảnh giới của con hiểu được cuối trên đất Như Lai. Ứng chánh tiên kỳ đồng nói có lưu ý hiểu cõi nơi của chư Phật khi con được nghe chánh pháp như vậy rồi suy nghĩ tu tâm thể niệm con mới được viên mãn. Chân vào thế gian từ tại phương biết rõ chí nguyện sâu rộng của pháp tàng liền nói công đức nhiệm tình rộng lớn viên mãn cõi nữa của 210 đức Phật đúng theo tâm nguyện hồng mong muôn. Trải qua ngàn năm bây giờ quán tạng tỳ kheo nghe Phật nói rồi đã được thấy rõ niềm phát nguyện vô thượng thù thắng nơi kề cõi sâu đẹp thiện của trời người suy thường rốt ráo. Chuyên tâm chọn lựa cánh thanh đại niệm cánh cần cầu tiến kinh cần đi trì tu tâm công đức đầy đủ năm kiếp ở nơi 21 vô số cõi Phật không đức trang nghiêm. Rõ ràng không thưa thân một nữ Phật khi đã tu tâm rồi lại đến chỗ cuối Như Lai thế từ tại vương cuối đau lại xa chân hiểu Phật ba vòng rồi đến nhiên chấp tay bạch đức Phật đàn. Bằng đức thế con đã thành từ biên mang hành nguyện trang nghiêm tâm tình nước Phật đức Phật nói lần hai nay chính phải lúc ông nên nói rõ để mọi người vui mừng. Cùng để đại chúng nghe rồi được nhiều lời lớn có thể coi Phật đó Phạm thứ sáu ba đại thế niệm phán tạng bạch rằng bạch đứng thế tôn cuối sinh đứng thế tôn thường xót nghe cho con nêu chứng được vô thượng bồ đề thành đàn cánh gia rồi coi nước của Phật ở có đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm không thể nghĩ mà không có địa ngục ngạ quỷ chúng sanh các loài nếu có chúng sanh trong ba đường ăn cho đến từ địa ngục sanh về coi con thọ giáo pháp của con tâm thành a nậu đa la tam liêu tam bồ đề không đo lại ba đường ác đường được như vậy con mới là Phật nếu không được như nguyện thề không thành vô thượng chánh
thân tướng sắc vàng rồng đủ 32 tướng có đồ tướng đại trưởng vô đoan nghiêm chánh trừ tân ca đồng một dung nhan nẻo có to sâu hình thế trai biệt thề không thành cảnh gian. Khi con thành và ta chứng sanh sanh về cõi con biết rõ vô lượng kiếp chưa thấy rõ những việc thiện ác đã làm nghe rõ sự việc khắp mười phương. Cả ba đời thứ lai hiện tại nếu không được như nguyện thề không thành chánh giác khi con thành Phật nếu có chung sanh sanh về cõi con đều được tha tâm trí thông. Nếu được thân nguyện của chúng sanh xa cách trăm ngàn vạn cõi Phật nếu không như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật nếu có chúng sanh sanh về cõi con được Phật sống tự tại ba la mật đa trong khoảnh khắc nếu không đi khắp trăm ngàn vạn ức cõi Phật để cúng dường thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật nếu có chúng sanh sanh về cõi con xa lìa tâm phân biệt căn tịch tình nếu chẳng an trụ trong định tụ đến đại niết bàn về không thành chánh giác. Khi con thành Phật có quang minh vô lượng chiếu tâm mười phương chư Phật trăm ngàn vạn ức lần hạnh ca của những nguyện theo có chúng sanh nào thấy hay chẳng được hạnh ca của con thì được an lạc. Khởi từ tâm làm điều lành cao tánh về nước con nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật không lo vô lượng vô số thanh văn và đời người trong nước cũng có thọ mạng vô lượng giả như chúng sanh ở ba ngàn thế giới. Thành bằng duyên gia trải qua trăm ngàn kiếp để sinh đêm nếu biểu được vô lượng ấy thề khi con thành Phật vô số chư Phật trong vô lượng cõi ở mười phương thế giới đều không khen ngợi tên con nói công đức Phật độ của con thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con ánh lòng tin tưởng nếu có điều lành nào tâm tâm hồi hướng nguyện sanh về cõi đưa con cho đến mười niềm. Nếu không được và sanh về không thành chánh giác ngoài trừ những kẻ phạm tội ngũ hình vì ban chánh pháp khi con thành Phật chúng sanh cấm mười phương nghe danh hiệu con phá tâm bồ đề tu các công hạnh sáu ba la mật kiên cố không lùi lại đem các căn lành hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con một lòng nghe đến con ngày đêm không dứt đến khi mạng chung con cùng tâm chung bồ tát liền đến đón khoảnh khắc sanh về cõi con được vững thôi chuyện nếu không được như nguyện thề không thành chánh giác. Khi con thành và chúng sanh trong mười phương nghe
kinh giữa giới quyền sanh về đứa con mà chung không lạc vào ba đường tháng. Liền sanh về đứa con nếu con được như vậy thể công thành chẳng giá khi con thành Phật đứa con không có phụ nữ. Nếu có nữ nhân nào nghe danh hiệu con văn tình tin tưởng phát tâm Bồ Đề trang điểm nữ thân mang chung liền hóa tâm nam tử chẳng về nước con. Cả loài chúng sanh ở thế giới mười phương sanh về nước con đều hóa sanh trong hoa sen tất bảo. Được như vậy để không là tầm chánh gian. Khi con thành Phật chúng sanh cao mười phương nghe danh hiệu con vui mừng tin tưởng lễ bái quy mạng đến tâm thanh tịnh tu hành Bồ Tát chư thiên và người đời hết lòng tôn kính. Nếu nghe danh hiệu con cháu thì bạn chung được vào nhà tôn quý ca căn đầy đủ thường tu thủ ân phạm hạnh. Nếu không được như vậy thì không tầm chánh giác. Khi con thành Phật không còn nhận não tâm được bất men. Thường thọ ăn làm như thì kéo lầu tầm. Nếu con nói đưa niềm tham đắm con sao thề không thành chánh gia. Khi con thân Phật chúng sanh sanh vào nước con đường vô lượng căn lành. Thân thể vương chánh như kỳ can bất hoại thân mình đều có hào quang chiếu sáng thân tử hoang thay trí huệ hiện tại không cùng tầm. Rồng nói cha con biểu giảng kinh thuyết pháp thiên như chuông vàng. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh vào nước con phía chẳng đến bậc nhất sanh Bồ Tư trừ khi quan nguyên rộng lớn trở lại độ thân giáo hóa hữu tình. Khuyến hoa phiên tâm tu hành Bồ Tát thành niệm vô hiệu quý sanh vào thế giới khác hành lìa tùy tu tập. Thầy đều biết mà nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh sanh vào nước con nếu muốn ăn uống y phục hay các đồ cần dùng tùy liền đến. Nếu khởi niệm cũng như mười phương liền được bản nguyện. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật phàm và sống coi đứa con đều trang nghiêm thân tình trang chói hình sắc thù tâm vì điều không thể tả tiếp. Dù có thiên nhãn cũng không thể diễn tả ra vẻ đẹp về hình sắc hình tướng lòng lầy và chỗ lượng chúng sanh ở đó vẫn vờ. Nếu không được như vậy thì không bằng chánh giác. Khi con thành Phật có được cái cảnh trong cõi nước con cao tâm nhàn cho tuân cây lạc
trang nghiêm của chư Phật. Vì ở nơi cây bao cũng tự thấy rõ và tưởng như xem trong gương, nếu không được như vậy thì không thành chân giác. Khi có thân và gọi nhớ thông rãi nghiêm tình trang chói như gương chiếu khắp vô lượng vô chỗ công ca tư nghị thế giới chư Phật khắp mười phương. Chúng sanh thấy rồi thân tâm hiểu, nếu không được như vậy thì không thành chân giác. Khi còn thân Phật cùng tổng dưới đất trên đất hư không, tất cả vạn vật cũng đều lò cá cao nước mua tay vẫn vẫn trong nước đều do vô lượng bảo thiên thành hướng tới sông cấm mười phương thế giới. Chúng sanh người được đều tu Phật hạnh, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con bằng và các bằng bồ tát trong mười phương coi và nghe danh con rồi đều đưa thánh tình giải thoát vô đăng tam muội ca môn tổng trì vào tam ma địa cho đến thành Phật. Tuy ở trong đình thường cung dường vô lượng vô biên chư Phật Phật không mong để đình y, nếu không được như vậy thì không tầm chánh giác. Khi con thành Phật các bậc Bồ Tát ở thế giới khác nghe danh con rồi chứng ly chẳng pháp được các môn đà la ni tánh tình hoan hỷ an trụ trong thế tướng bình đẳng tu Bồ Tát hành đầy đủ trí đứng mà không chứng được ma nhận nơi Phật pháp, mà không chứng được bậc thôi chuyển thề không thành chánh giác. Phần thứ bảy kia tâm chánh giác này an an, bây giờ thì nghe pháp tạng phát nguyện rồi liền đọc bài chúng con làm nguyện hơn đời tất đến đạo vô thượng nguyện này, nếu không toàn thề không tâm chánh giác lại làm đại trí vô cứu các kẻ cùng có kiến kia đen dài không lưu não pháp thân ta chân lành thành tứ quả bồ đề. Con theo thành chánh giáo lấy tên vô lượng thọ chúng sanh nghe danh này sanh về cõi nữa có tâm kiên chất như quả tương có thấy viên mang cũng đêm tâm đại bi. Lời ích ca quan tâm ly dùng sâu thiền định tình huệ thú văn mạng huyền đêm trí huệ khác tiêu cấp mười phương cõi tiêu trừ ba độc hại. Cứ gọi ca anh là chứng tâm cố tâm độ diệt hết phiền não an trời sáng mắt trí huệ chứng được tâm quang minh đóng hết ba đường ác mở rộng cả cửa lành. Vì chúng trai tàn hoa rộng thì bao công đức tri bồ đại nữ Phật làm ta thành tự mẫn đạo sơ ca trời người anh hùng khắp ba cõi tuy quan từ từ hồng rộng độ các hữu tình. Thiên mà lời phát nguyện có ta cả đề phật vào nguyện này, nếu tâm tự đại thiên thải chân động ca thiên thần chân công mưa xuống chân diệu hoa này, a nan tỳ kheo pháp tạng nói bà
mà đấng chân đồng cao cánh hoa trời tươi khắp mâm nhà từ rồi sống chung vang lời đèn quyết chất thần vô thường chân gian phạm thứ tám chất chúng công lưỡi đấng này giữa đại chúng trời người phá quan thế nguyện này rồi an trụ trong huệ chân trời dòng mạnh tịnh tâm một hướng kiến tâm trang nghiêm cõi nước xây dựng và quang rộng lớn siêu việt thánh diệu kiến lập minh viễn tuyệt trong hứa hoài không miên đời trong vô lượng kiếp muôn trồng đứng hàng không khởi tương dục ba đồng chẳng đắc cao trần chỉ chuyện nhớ nghĩ chư phần vừa quá tư đã tu căn lành hàng hàng tình tình xa lìa luôn dối chờ để mong làm ta không ở đất không ở đề cầu pháp thân tình đem văn huệ lợi ích quần thân chi nguyện công hỏi thân từ các nhập đối với ưu tình nói lời từ ái vui vẻ hòa diệu khuyên dù kích lệ cũng kính tam bảo phụng sự chữ trương không giả dối định nói mật quan pháp như huyền tam môi thương tình giữ gìn khẩu nghiệp không nói lỗi người giữ gìn thân nghiệp không mất ngoài giữ gìn ý nghiệp thân tình không nhiệm đều có quốc thân tâm là quyên thuộc thân bảo công thân càng trước thần giới nhân nhục tình tâm thiền định trí huệ cháu ba la mật nhờ hòa chúng sanh an trụ đạo vô thượng chánh giác do thần tục các căn lành như vậy nên chẳng đến chỗ nào tự nhiên cảm ứng có vô lượng thọ báu hoặc làm thương giá tư trị hào hiệp tôn quý hoàng làm cha lời quân vương kiếm luân thân vương hoàng làm vua trời tối lùng dũng cho đến phàm vương cùng kính cung dường chư phật chưa từng nhã đoàn nhưng công đáng như vậy cha để kể những thường có hướng thơm như hương chiên đàn trong khắp vô lượng thế giới phàm sanh ra chỗ nào chẳng thương cũng đoan im đủ ba mươi hai tướng có ba mươi nghe để tay được xuất sanh cho bao vô cần thân cá đồ cần dùng đẹp để tối thường để lời làm hữu tình do nhân duyên ấy kiếm vô lượng chúng sanh phát tâm ma nào ta na tam hiểu tam bồ đề phần thứ chín thân cơ biến mạng này a nan phạm tạng thì theo tu hành bồ tát tất cả công lụy đức vô lượng vô biên trong tất cả pháp mà được tự tại không thể dùng lời diễn tả ta chỗ phát thề thằng tự biến mạng như thằng á trụ phụ túc trên nhiên ngoài đời cái rộng lớn thằng tình cõi phật được ôn giá nàng nghe đức phật nói lời ấy rồi cũng tính thưa rằng
đến không cho đến đi, không cho đi, không sanh không diệt, không có quá niệm vị lai, chỉ có một niệm đồ sanh niệm ở phương tây cách diêm phù đề này mười ba cõi phật thế giới đó gọi là cực lạc. Phẩm thứ mười điều nguyện làm Phật lúc Đức Phật nói A Di Đà Phật khi làm Bồ Tát viên mãn hành nguyện rồi A Ra Vương tử cùng với 500 trường giả thiên được đều rất vui mừng. Mỗi mỗi tâm một bó hoa băng vàng đến trước Phật tôi thành phần đều như Đức Phật A Di Đà. Đừng vào biết tâm nguyện của họ bảo sáng thì kêu rằng các vương tử này sao thế thành phần đời trước khi con tu hành Bồ Tát cái qua vô số kiếp đã cũng dường. Bốn trăm ơn đức Phật thời con ca diêm họ là đệ tử ta nay lại đến cũng dường ta ca tỳ kheo nghe đức Phật nói đều rất vui mừng. Phẩm mười một cõi nước nghiêm tinh này a nan cõi cực là kia có vô lượng công đức đầy đủ không có danh từ khổ nạn a tu ma nào cũng không có bốn mùa nóng lạnh các tôi không có trong biển lớn nhỏ gò đồng hầm hố gai đông đã giỏi núi tiếp đi núi đồ gì đất đa núi non chỉ là tự nhiên bằng bảy báo vàng rồng làm đất rộng bằng phẳng không có hàng lừa kỳ diệu tu lê thắng tình trạng nghiêm thù thắng hơn tất cả thế giới trăm mười phương tôn giá đã nghe rồi thưa Phật bạch đừng thế tôn nèo cõi nó không có núi tu gì thì tứ thiên vương và vào đâu con giá a nan xưa bạch đức thế con do nghiệp lực tạo nên không thể nghĩ bàn đưa đến phật hỏi a nan bất cứ vì nghiệp mong có thể tiếp chẳng quả bao phần không mà bất khả thư nghiệp bao chúng sanh cùng bất khả thư nghiệp căn là của chúng sanh bất khả thư nghị thân lực chư Phật thế giới chư Phật cũng bất khả thư nghị đang được chúng sanh sống đưa thiền lực tu hành hiện địa và thân lực chư Phật cũng đều như vậy cả con giả và quả báo không thể bàn được đối với
Thọ mạng của phong và thọ
phật mười bốn cây bao thăm nữa cõi từng là có nhiều cây bao có cây tuôn băng vàng hoàng quần ba thứ đi thủy tinh hổ quách mỹ ngọc mà não hoặc do một thứ bóng mà thành hoàng cho hai ba cho đến bảy báo xe nhau hiện thành giống thân cành do báo này thành hoa lá quả do báo xe thành có cây gốc bằng vàng thân bằng bạc lưu ly làm cành thủy tinh làm ngọn hô quách làm la ni ngọc làm hoa mà nào làm hoa lại có cánh cây do bảy báo xem lẫn nhau làm gốc thân cành lá hoa quả mỗi bao có hàng hàng cánh nhau hàng hàng thân nhau thân thân với nhau cành lá hướng nhau hoa quả chính nhau màu thắm rừng rỡ tươi đẹp không thể tả xuyên khi gió lay động quá xa thân đi nhiều các hàng cây bao ấy cùng chấp trong cõi nương phần mười lăm bồ đề đạo tràng cây bồ đề nơi đạo tràng cao bốn mươi vạn dặm chu vi rộng năm ngàn do vườn cành lá bốn phía hai mươi vạn dặm do các báo tự nhiên hiện thành hoa quả chúng ta sẽ trôi sáng cùng thân lại có cây ngọc ma ni hồng lục xanh trắng và trắng bao quý nhất xanh thành chuỗi trang hoàng các cột báu vàng ngọc xuống cánh treo khắp nơi lưỡi vọng trăm nhiều trăm ngàn vạn thân dân mắt trên phong vô lượng tia trang vàng chiếu lẫn nhau răng đi nhiều tất cả trang nghiêm tùy hiện năng gió nhẹ thôi đến nay đồng cành lá thoát ra vô lượng thâm thân nhiều vạn vạn thâm trang còi phật năm thân du dương hòa nhà cõi thân bậc nhân hơn các âm thân ở mười phương thế giới nếu chúng sanh nào thấy được cây bồ đề nghe tiếng người mùi thêm trái chạm được ánh sáng nhì đến con đứng của cây thì cao tăng thanh tình không có não loạn trụ vào mất coi kiến cho đến kia thành phần nếu thấy được cây ấy thì được ba nhẫn một là nhận hai là nhu thuần nhận ba là vô sanh pháp nhận này à nan hoa quả cây cối và ca chúng sanh cõi phật ấy làm sáng phật tự như vậy là cho sanh ngoài thần ba nguyện đầy đủ kiên cố phương căn của phật vô lượng thọ vậy phẩm mười sáu nhà cửa lầu gác chén đường tỉnh xá lộ quán lan can nơi coi phật vô lượng thọ cũng do bay báo tự nhiên hóa thành lại có bạch châu ma ni sức sáng chói con mì được cung điện của bồ tát cũng lại như vậy nơi đó có chỗ dạng kinh tùng kinh thọ kinh nghe kinh đi kinh hành trên đấng tự đạo và qua thiền trên không trung cùng có chỗ dạng tùng thọ kinh kinh hành những vị tự đạo và qua thiền là bậc đã chứng tu đà hoàn tự đà chứng a di việt ký thì chứng
Phật mời bảy chuỗi a con đứng hai bên ra đường có ao suối chạy quanh ngang dọc sâu cạn bằng nhau hoặc mười hai mươi hoặc trăm ngàn do tuần phận lặng thơm trạch nước đủ tám con đường trên bờ có gió cây thiên đàn cây trái các từ hoa quả thơm to chiếu sáng rừng trở lá dày che khắp trên ao cỏ ra cả mùi thơm hương thơm thoáng trong gió theo đường bay xa thế gian cũng đi đường càng ao bằng bày bao đáy vàng trắng vàng trên mặt nướng chung sanh muốn tâm nêu muốn nước đã chân đến gối đến đèn cổ hoàng muốn lưới thăm thăm muốn lạnh muốn ấm chạy mạnh hai từ từ nhân nhân theo ý muốn giúp pha giảm tăng quả mê cài ngộ trần thế tình cảm bao nhiêu đại phạm chiếu khắp nơi sống gần lắng tâm phá ra bồ đề âm thanh vi diệu đạo trí tam bảo tiếng ba la mật tiếng chỉ tức tịch tình tiếng vô sanh vô diệt tiếng tâm lực vô ý tiếng vô tánh vô ta vô ngã tiếng đại từ bi tiếng cam lộ quang đánh do vị trí nghe các âm thanh như vậy tâm liền thanh tịnh không còn phân biệt chánh trực bình đẳng thần tục chẳng làm ý muốn nghe phạm nào chỉ có phạm độ phát ra nếu không muốn nghe nữa liền im lặng bình viện không rối tâm bồ đề người trong mười phương thế giới được vạn căn đều hóa thân từ trong hoa sen ở ao thân bảo được thân pháp tâm thể chất bất sanh bất diệt không còn nghe thân khổ nào khổ nạn của tâm đồ giả dù còn không có muốn là có khổ chỉ có tiếng vui linh tự nhiên do vậy như nó gọi là tình là phẩm mười tám nhiên do siêu vừa thế gian chúng sanh ở nửa cưng là ông này hơn hẳn thế gian đồng mô tình thế không có tương sai biệt chỉ vì tuân theo lệ lối các phương căn nên có tên thiên nhân này a la ni như ở thế gian kẻ nghèo khổ ăn xin đứng bên để vương nhiên bao hình trạng bằng không đế vương nếu cho mời chuyển luận thánh vương thì thô bị dấu thí như kẻ đang xin chuyển luận thánh vương ngoại tướng bậc nhân nếu cho với vua cung trời đau lời hại càng xấu tệ trời thế chắc cho với cõi trời từ sau thua xa trăm ngàn lần cõi trời thứ sáu tuy dung màu tinh đẹp ngàn vạn lần làm sao sanh bằng dung sắc của bồ tát sanh bằng ở cõi cực là được đến như cung điện phục âm tất như là những vật ở cung trời tha hoa từ bay còn như hoài đứng bằng lễ thần không biên hoa cỏ thì gấp trăm ngàn vạn lần tất cả cõi nhân thiên không thể tính nổi được a nan biết coi đường
phẩm mười chín đó chúng đầy đủ lại nữa chúng sanh ở thế giới sinh là hoàng đã sanh hoàng đang sanh hoàng sẽ sanh đều có sắc thân xinh đẹp như vậy chúng tướng màu đó phước lớn vô lượng trí huệ sáng suốt tâm thông tự tại thọ dụng phong túc cung điềm phục sức hương hoa phàm cái tất cả đều trang nghiêm các sự cần dùng đều theo ý muốn khi muốn ăn chèn bát bằng bảy báu tự nhiên hiện ra cầm thử tất cả tự nhiên dung mang tuy có đồ ăn nhưng không phải ăn chỉ thấy chất người hương thanh bằng ý tưởng sắc lực tăng trưởng không có đại tiểu tiện thân tâm nhẹ nhàng không tham luyến hương tiền dùng rồi liều biến mắm đơn giản lại hiện ra lại có nhiều ý phục bao đẹp dài mũ áo bằng ăn làm trăm ngàn màu sắc sang chói vô lượng tất cả tự nhiên mặc vào tất cả nhà cửa xứng với hình sắc lưỡi bảo dặn trên con linh bảo theo tâm đẹp đẽ là lùng bóng loáng sáng người hết sức tráng lệ lầu cán lan can mái nghiêng điện đường rộng hẹp vuông tròn hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc giữa không mà trung bằng trên đất bằng thân tình yên ổn đi dịu an vui thì hiện đến đầy đủ phẩm hai nơi gió đứng mưa hoa cõi nước đứng phật đó đến giờ gió thoảng nhẹ tự nhiên làm lấy động lưới chắn và cán cây bao phát ra âm thanh vì diệu nhiên nói pháp cổ không vô thường vô ngã cán ba la bằng lưỡi vô vàng hương đứng ai nghe được rồi phiền não tập khí tự nhiên không khởi gió chạm vào mình an hòa dễ chịu như vị tỳ kheo chính được diệt tận định lại thôi mây hàng cây bao thổi hoa tụ lại từng gói màu sắc trải khắp mặt đất cứ lên theo sắc không có tàn loạn đen nhiễu sáng rạch như đấu la miên chân đi lên lúc sau bổn long tài khi giờ chân lên lại bằng phẳng như cũ qua đất xanh trẻ lại mưa hoa mới tùy theo thời tiết rơi cùng khắp như trưa còn chát như vậy sau lần mỗi ngày đêm phẩm 21 sen bao và quan lại có nhiều hoa sen bao cùng tất cả nước mỗi mỗi hoa bao có trăm ngàn ức cánh ánh sáng mỗi hoa có nhiều màu sắc hoa xanh thì ánh sáng xanh hoa trắng ánh sáng trắng vàng đỏ tiêu liền màu trắng ánh sáng cũng lại như vậy lại có vô lượng nhiều bảo trăm ngàn ma ni lấp lánh kỳ hà trang chiếu như nhân nguyệt hoa sen to lớn hoặc nữa cho tuần hoàng một hai ba bốn cho đến trăm ngàn do tuần trong mỗi hoa sen phán ra ba mươi sáu trăm ngàn ức chia sáng trong mỗi ánh sáng có ba mươi sáu trăm ngàn đức phật khắp thân tự tin tướng có thù đập mỗi mỗi đứng vang lại phóng ra trăm ngàn hào quang
Phật đạo. Phẩm 22 tiết cực quả lại này a la, tôi được đứng Phật đó có cảnh tôi tâm đèn đuốc nhập nguyệt kinh tu ngày đêm cũng không có tên năm tháng kim tô lại không có trừ tham năm nhà thương. Mọi nơi không có danh hiệu tiêu thân cũng không có nhà ở riêng biệt, chỉ có trường thọ thấm tịnh an là tôi tưởng. Nếu có trai lặng gái chính nào hoặc đã thân hoặc sẽ thân đều an trụ nơi chánh định. Quyết về chứng được ta nào đã là tam niệm tam bồ đề, tại sao vậy? Nếu có tà định hay bất định thì không biết rõ đạo lý nhân quả để sanh về cực lạc được. Phẩm 23 mười phương chư Phật tan tán lại nữa, Phật xuất phương lưới rộng dài. Phóng vô lượng quang minh nói lời thành bản khe ngợi, trong đức văn ca tư nghi của đức Phật vô lượng to hằng xa thế giới. Chư Phật ở chính phương ca cũng đồng sinh tăng như thế, tại sao vậy? Vì muốn chúng sanh ở các phương khác nghe danh hiệu đứng Phật vô lượng thọ phán tâm tâm tình nhớ nghĩ thọ trì quy cũng dường cho đến khoan mô miệng tình xin. Nếu có căn lành nào chỉ tâm hồi hướng miệng chẳng về khói cực lại. Tuy nguyện vãng sanh được mấn môi chuyện cho đến qua vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Phẩm 21 ba bậc vãng sanh này a nan, chư thiên nhân dân ở mười phương thế giới chí tâm nguyện sanh về cõi ấy có ba hàng bậc thượng phẩm là những người xuất gia lìa tam dục làm sa môn phát tâm bồ đề. Chuyên tâm niệm Phật A Di Đà làm thế không ai định nguyện sanh về cõi đó. Những chúng sanh này khi mà chúng đức Phật A Di Đà cũng ngàn sanh chúng hiện lên trước mặt liền theo đức Phật sanh về cõi đó. Tự nhiên hóa thân trong hoa sen bảy bao trí huệ dòng mạnh thần sống từ tại này a nan. Nếu có chúng sanh muốn hiền đời thấy Phật A Di Đà phải phát tâm bồ tát bồ đề, phải luôn nhớ gì cõi nước cực lạc. Nhóm chưa được chẳng là lần nào đến đêm hồi hướng do thấy được Phật đến khi sanh về đêm đó được Phật vẫn nói chuyện cho đến quả vô thượng bồ đề hạng chung là những người tuy không làm xa môn nhưng làm nhiều công đức phát tâm vô thượng bồ đề. Tâm niệm Phật A Di Đà thế đã làm nhiều công đức giữ gìn ra giới xây dựng tháp tường cung dường treo vàng lót đèn dân cung hoa hương. Tất cả đều phải hồi hướng nguyện sanh về cực lạc khi màn chúng hóa thân đức Phật A Di Đà hiện đã đầy đủ tướng tốt quang minh như chính đức Phật cùng với đại chúng vây quanh hiện trước người đó.
nghiệp thọ tiên nhân liền theo hóa Phật sanh về cõi cực lạc ở bần bấn cõi chuyển vô thường Bồ Đề công đức trí huệ kế bậc thượng phẩm. Hàng hà Phật là những người già sự sống hay là các công đức mà đã phát tâm vô thượng Bồ Đề chuyển tâm niệm Phật A Di Đà vui mừng tin sau còn chúc nhân lòng nguyện sanh về cõi cực lạc. Người này mãn chung mong thấy đức Phật cũng được vãng sanh công đức trí huệ thế bậc chúng, nếu có chúng sanh theo pháp đại thừa đến tâm thanh tịnh hướng về vô lượng thọ niệm đấng mười niệm nguyện sanh về cực lạc. Nghe pháp rộng sâu hiểu rõ ra cho đến được muôn niệm tâm tịnh pháp một niệm nhớ nghĩa đến Phật đó. Người này mạnh chúng thấy Phật A Di Đà như trong chim bao nhất định sanh về nước cực lạc. Được bấm thôi chuyện vô thượng Bồ Đề lại này A Nan, nếu có trai lành gái tin nào nghe kinh này có thì đọc tụng biên che phúng dường ngày đêm liên tục cầu sanh về cõi cực là pháp tâm Bồ Đề. Như cám giới cấm bền vững không phạm lợi ích hữu tình làm được chút điều lành gì đều ban bố cho họ kiến được an vui hằng nhờ nghĩ đến đức Phật A Di Đà và cõi nước cực lạc ở phương Tây. Người ấy đi mà chúng có sẵn thương đáng như Phật sanh về cõi bao mau được nghe pháp vĩnh viễn không thối chuyện. Phẩm 25 chân nhân vãng sanh lại nữa, nếu có chúng sanh muốn sanh về nước kia tuy không thiền năng thiền định nhưng hết lòng kỳ kinh giữ giới kiên làm điều lành nghĩa là không giết hại sanh vật, không tròn cấm không dâm dược, không nói dối, không theo về, không nói lời hung dữ, không nói đâm thập, không tham lam, không dâm hờn, không si mê ngày đêm như đức Phật A Di Đà ở thế giới cực lạc. Có nhiều công đức nhiều sở trang nghiêm trí tâm quy đảnh lễ cúng dường người ấy khi mạng chúng không tin trả tâm không rồi loạn liền được quan sanh về cõi cực là nếu người quá nhiều việc không thể xuất gia. Không rảnh tu trai giới nhân tâm thanh tịnh lúc rảnh rồi yên tĩnh thân tâm tuyệt dục bỏ lo lắng từ thân tinh tâm không hờn giận gần ghé không tham tiếc kẻo tiệt. Không ân hận hồ nghi yếu thuần trong tin tin sau lời phần dạy tin làm lành đắc phước phục trị ca pháp như vậy không được tiêu mâm suy nghĩ chính chắn muốn được độ thoát ngày đêm luôn cầu nguyện đường vãng sanh về cõi thân này của Phật A Di Đà trong mười ngày mười đêm cho đến một ngày một đêm con ngừng nghỉ trí mạng chúng được vãng sanh về cõi nước kia tu đà Bồ Tát những người vãng sanh đều được bất thối chuyện. Thân cảnh đủ 32 tướng có thể được thành Phật, nếu muốn thành Phật ở một phương
tiên cần sát tôi cầu đạo ông mình. Sẽ được thánh qua không mong chi nguyện này á đang do điều đời này nên vô lượng vô số mong cả tư thì vô biên thế giới chư Phật như lai đều xin dường phán tán công đức Phật vô lượng thọ. Phẩm mãi nơi sao lệ cũng nghe phán lại nữa đáng chúng Bồ Tát ở mười phương thế giới muốn đánh lệ Phật vô lượng thọ ở thế giới cực đáng đem hương hoa tràn phàm bao thai đến chỗ Phật cũng kinh cũng dường. Nghe giảng kinh hoa và tướng nhân ca nơi sự thiện dương hoa đạo công đức trang nghiêm của Phật A Di Đà bây giờ đứng thế tôn ngồi bài cũng rằng đồng phương ca cõi Phật số nhiều như hàng xa. Hàng xa chúng Bồ Tát nên lễ vô lượng thọ nam tây bắc bốn phương thường là cũng như vậy thấy chi tâm tôn trọng dân cũng ca chân diệu qua những lời hòa nhã ca ngợi đấng tối thần cứu cánh tàu không về chứng nhận sau pháp môn nghe được danh hiệu Phật an lành được lợi lớn trong xa xử cúng dường thiền tu không biết trẻ quan cõi thù thân chia vì diệu khó nghĩ bàn công đức răng trang nghiêm cõi Phật sẽ có bằng nhân quán tâm vô thường nguyện bao thân Bồ Đề bây giờ vô lượng thọ kiến dung hiện niên cười hào quang từ nhiên ra chiếu khắp mười phương cõi rồi xoay chiếu thân ngài ta vọng vào đánh Phật Bồ Tát thấy quang này liền chứng bấm thôi chuyện tất cả chúng trong hội đều vui mừng hân thở lời Phật như tấm vàng tiếng mang âm nhi diệu Bồ Tát mười phương đến Di Đà sau đó tâm chỉ cầu cõi niềm tình thọ chi sẽ thành Phật đi rõ tâm cả pháp như mộng huyền tiếng vang tròn đầy các diệu miền quyết thành như cơn là kia cõi như ảnh tượng quan tâm thể lớn rốn ráo hạnh Bồ Tát đầy đủ các công đức tâm đạt đạo Bồ Đề thọ ký sẽ thành Phật thông đà ca pháp tăng thân tài thông vô ngã chi cầu tình cõi Phật quyết thành như cực là nghe pháp vân cùng hành đà chốn tâm tình tất được vô lượng tôn thọ ký thành chánh gia thù tâm vô biên cõi do nguyện lực Di Đà nghe danh cầu vãng sanh đến bờ vẫn coi chuyện lắm thề Bồ Tát nguyện cõi này không nghe tâm độ hạnh thầy chúng đều vãng tâm Bồ Đề bỏ tâm luân hồi rồi đều đường lên bờ giác cùng sự vãng ứng Phật giao hoa cầm tâm cõi kinh vui mừng trở về cõi an dưỡng tức là phẩm hai mươi bảy ca tám Phật đứng này á nan Bồ Tát ở cõi cực là nhờ oai thần của Phật trong quang bữa ăn đi lại vô biên cõi Phật khắp mười phương để cúng dường những hoa hương tràn hoan đồ cúng dường khởi tâm liền liền đủ can tứ chân bảo thù thắng trên tay thế gian không thể có để cúng dường chữ Phật và chúng Bồ Tát nếu muốn rải hoa liền trên không
thành một lòng hoa tròn. Nếu có trăm ngàn trắng sang mọi trăm có hương thơm khác nhau tỏa sáng muôn phương đài hoa nhỏ đủ mười cho tuần cứ vậy lên dần trầm khắp ba ngàn thế giới. Theo đó lớn sao từ lớp ăn hiền nếu không có ai cũng hoa mới thì hoa cũ không rơi xuống lơ lửng trên sông vàng tiếng nhà kia diệu tán tha phật đức chốc trong lá trở về môn quốc mà tu hòm tái giảng đường thần bảo nghe vàng có lớn to rộng vàng diệu pháp tâm ni không mà chìa vui mừng đài ngồ lại có gió tâm khói hàng cây báo quát an tâm vì diệu vô lượng hương thơm theo gió bay khắp bốn phương theo ý nguyện cũng dường công dân chư điện đem ra mang hàng hoa hương vàng thứ khi nhà đến cũng dường vẫn và chúng bồ tát thanh văn chư điện trước sau qua lại hân hở vui mừng là do sức hoài thần vô nguyện của phật vô lượng thọ và đà từng cung dường cán đứng như lại có căn lành tương tục không giảm theo kéo tu tâm kéo nghiêm thủ kéo thành tựu vậy phẩm hai mươi tam đại vị thần quan này a nan chúng bồ tát tài coi vật đó nghe thay trăm cả không gian và thời gian biến hết tâm hay thiện ác lời thiện cầu kia nào đức phật ly lục đạo được ai ngộ được bản thân của chư thiên nhân loại cho đến cha loài bò bay xuân đồng chúng thân văn ở cõi phận kia có thân sản tam thượng ăn căn của bồ tát chiếu xa một trăm do phần có hai vị bồ tát tôn quy bằng nhân hoài tầm và chiếu khắp ba ngàn cả ngàn thế giới tôn giả đang thư phẩm bạch đức thế tôn hai vị bồ tát thấy danh hiệu gì phật nói một vị tên là quán thế âm vị thứ hai tên là đại thế chí hai vị bồ tát này khi còn ở cõi ta bà tu hành bồ tát được sanh về cõi cực là phương ở hai bên ta hữu phật a di đà muốn đến mười phương vô lượng cõi phật liền đến ấy ở thế giới này là nhiều sự lợi lạc những trai lành gái tin ở thế gian nếu có tai nạn gặp nghèo hoạn sơ chỉ cần hướng tâm về bồ tát quán thế âm thì không có nạn gì mà không được cứu thoát phẩm hai mươi chín nguyên lực hoàng sao lại này a nan tâm ca bồ tát ở coi phần này hoàng hiện tại hay vì lai đều rất rôn rao đường những căn bồ tư chỉ trừ phát đại nguyện vào trong tâm tứ để độ quần sanh làm sư tử không mặc áo giáp làm những công đức trang nghiêm cho thể hiện của mình bị sanh trong đời an vũ trừ tiền đồng loài cho đến thành phật không có ai vô sanh ở đời nào đều biết rõ cục màng khi của đức quang vô lượng thọ muốn đo chúng sanh khắp mười phương thế
Phật rồi trở lại giáo hóa độ hoàng. Thiện thiện không nghĩ thanh văn Bồ Tát chúng sanh sanh về cõi Phật đó đạt nên niệm bàn quá Phật số nhiều không thể tính được trong cõi Phật đó chỉ có một pháp và không có tăng thêm vì sao vậy? Vì như biển lớn là của cá trong nước chảy và biển cả nước trong biển ấy cũng không thể bớ cõi Phật A Di Đà bên biển rộng lớn sáng đẹp mang là hơn cả vô số cõi Phật trong mười phương ấy là do sự phát nguyện cao đạo tích công lì đến khi con làm Bồ Tát Ấn Đức Bồ Thí của Phật vô lượng thọ khắp mười phương công cùng cực cho rộng không lường không thể nói hết được. Phẩm 30 Bồ Tát tu trì lại ngày tuệ tâm thông hoài định tâm vì Bồ Tát trong cõi Phật đó đều viên mãn mầm tạng chư Phật rất sâu xa lô cao sanh thọ điều phục các căn thân tâm như nhiễm tâm nhằm chánh huệ con dư tâm thần hành theo lời Phật dạy hành thân giác chi tu ngũ nhãn rõ chân để đà xá tục thế nhục nhãn thì cho đó thiên nhãn thấy không thông suốt phàm nhãn thấy biết thân tinh huệ nhãn biết rõ chân công phần nhãn đầy đủ công năng biết rõ phàm thân điện bài công trì từ tại vô ngại biết rõ vô biên phương tiền ở thế gian nói đúng chân đã nghiệm sâu nghĩa lý cứ độ ca lưu tình nghiện nói chân pháp vô thượng vô vi vô phượng vô thoát vô phần biết ta lìa điên đã đối vật thọ dùng không có tư tưởng kiếm giữ đi khắp cõi phần không mưa không chán không mong cầu cũng không chẳng chưa tưởng không có tưởng oán hận đây kia vì sao vậy các vị Bồ Tát đối với chúng sanh có tâm đại từ bi đại lợi ích xa lìa chấp trương thành tựu vô lượng công đức dùng chân thật trí tâm độ trang phán là như như biết rõ phương tiện giảng giải về tư đế công tinh hồng phi tế giang tinh luận tâm pháp phi tâm cả pháp đều không tịnh tâm vị biệt nào chứng ba cha trí chứng đều chứng rằng ở trong ba cõi bình đẳng tiến tu cứu cánh nhưng từ trên bờ giải thoát quyết dứt lời nghi chứng vô sở đánh dùng phương tiện trí tăng trường hiểu biến an trụ thần thông được nhưng thừa quân quá không nhờ vào người khác. Phẩm 31 công đức chân thật trí huệ uyên tâm như biển cả bồ đề cao rộng như tu chi tăng sáng chói như nhân nguyện tâm trong cảnh như tuyết sơn nhẫn nhục như đất bằng bình bình đẳng rất cả thanh tịnh như lửa cửa trần trần có hương ngưng như lửa đốt hết tiền não con chấm trước như gió phong vì chương ngài phán âm như sấm vang tâm tịnh trẻ chưa giác mưa phẩm cảm lộ tâm nhận chúng sanh thanh thang như không bao dung tâm cả tâm thành như hoa
tan lìa xa ô nhiễm như cây câu che cấm rộng rãi như trì kiến xa quá ta ta chấp như núi tia vi tà ma ngoài đạo không loay chuyển đường tâm danh trời kéo dõi kia định luật pháp không chán cầu pháp không mỏi mệt giới như lưu ly trong mà ngoài các tâm phạm nói điều gì đều làm cho người vui kính phục cảnh trong pháp là làm pháp ca sáng huệ nhận quá tri ám phần tình ô hoa tịch định an nhiên làm đại đạo thứ điều phục tử ta dân dân quần sanh xa bỏ ai trước ta hẳn ba đồng không dùng từ tài nhân ghi nguyện lời quá sanh thiền cánh pha dẹp mã quân tôn trọng cúng dường giữ quần đèn sáng cho thế gian ruột phước khỏi thân lành tồn bậc cam co cúng dường hiến hết hoàng hay mạnh bào phong ca ca thắng tương đen đẻ công đức biên tài đầy đủ tráng nhiên không ai tránh được thương được chư Phật khen ngợi Bồ Tát rộng rao cánh ba la mật an trụ vào tam ma địa bất sanh bất diệt giáo hóa khắp nơi cảnh quay hàng nhi thường a nan ca nay lửa nói chân ta không đứng càng hàng bồ tát ở thế giới chúng là kia tất cả đều như vậy nếu nói rộng ra cái trăm ngàn vạn kia cũng không hết được phẩm 32 đó là không cũng bằng bằng bảo nhi lăng bồ tát và đến khi huệ của thân là văn bồ tát ở cõi đứng vật vô lượng có không thể nói đưa cõi nước cũng là kia vi diệu an lạc thân tình như vậy há còn phương pháp nào niệm phật cầu thân tình độ tự nhiên thân từ phương nhắm cũng vượt quán kinh tu đạo pháp ni vẹn toàn trí huệ sáng suốt tâm không khối chuyện ý không giải đại ngoài nguyện ngang ngang trong lại tình tánh dung cánh trầm cả thai đạt đến chung đạo pháp ngoài thương tự nhiên nghiêm chỉnh hành động chắc trần tâm tâm kiết tình không tham niệm ai khi nguyện thương về sống tâm chẳng giảm cầu đạo hòa chẳng không bị tà tâm quên đạo tuân lời phật dạy kia không trái phạm nếu đã quyết tâm thì phải kiên trì không nghĩ gì cả không lo nghĩ ưu buồn đến nhiên vô vi lầm rỗng như không không lầm một pháp bình thản không pháp dung dung tròn thân thiền miền giống lòng cầu tiên từ bi ai mẫn lễ nghĩa gồm đủ từ lý viên dung đà thân dài qua từ thân bản nhiên hoàn toàn thân tình chi nguyện vô tịnh định an là thốt nhiên tâm khai đạt lý giác ngộ điện để thấy được tất tướng ca qua bản thể vũ trụ quan tâm xem nhau tất cả chỉ là như biên kiến vô cùng vấn đơn việc thành tâm bảo năm rõ vàng vàng sáng tâm hiển lộ tốt đẹp vô cùng không gì tâm được rõ ràng không trên như không xuống không ngần mé vậy phải hết sinh thiên năng
tinh tấn tu tập quy chánh đưa quán sanh về cõi vô lượng thanh tịnh Phật A Di Đà. Chẳng dừng năm tu đông kim nam đào đà đào công thô và thanh há lại không được sao cõi kia không trái lẽ cũng theo tự nhiên bỏ tâm cả như không. Tiền năng niệm Phật cầu thắng quyết nên thực là có mà an lạc con cùng ngã lại tham tâm thế chứ con là vô thường cầu khổ can. Phẩm 33 quyền dù tránh tâm người đời vì chữ tránh đua nên sống trong cảnh thô bao khổ cực nhọc tâm làm lụng để tử cũng cách con quý tia điện nghèo khổ nhau trang. Lớn nhỏ trai gái phải lao thân khổ trí suy nghĩ lo quan trong nhà lo nhà quyến thua tài vật có hoàng không cũng lo có rồi còn thiếu muốn sao cho bằng người. Nên nhìn muốn vừa đủ lại còn lo sợ vô thường hướng lửa trộm sướng hoang gia trái chỗ lửa thiêu nước quyền điêu tan rành trẻ tâm ấy cứ cứ không ai chịu buông cả màn chúng ta thở không ai tránh khỏi. Nghèo giàu như nhau cho khổ trăm môi thế nên ở đời cha con vợ chồng thân thuộc nên thương kính nhau không nên ghét giận nhau có không nên thông cảm nhau không nên tham tiếc nói năng hòa nhã đừng trong đối nhau. Hề có tranh cãi liền thân dần giữ thành hoan tu nhiều kiếm về sao chữ liền ở đời đẹp nhiều vô lý tuy chưa gặp phải phải gặp có ý tưởng rằng trừ con người vì ai dục nên phải sống chết qua lại sao nếu từ chiều cô vui cùng ai thay thế được lành giờ biến hóa theo đó đi tỏ thành không đồng phù hợp không an trì lúc còn đường trang sao không nỗ lực tu tập đời đến lúc nào. Người đời không biến biết được tốt xấu ca cũng hòa phước cần trí ngô mùi lại theo cánh giáo điều ca liền tiến liền đảo mù gốc vô thường mê mờ không chịu trí xem. Chẳng tin trên pháp không biết lo xa thầy mê dần hơn tham tâm tài sắc tròn chân nghĩ thật đáng thương thay đời chưa tu mùi không biết đạo đức không ai chỉ bao đầu có là gì chẳng tứ luôn hồi tiền ác bao ứng đều chẳng tin tưởng cho là không có từ từ nhìn lại nào cha khóc con khóc cha anh em vợ chồng than khóc lắng nhau một đời chân tử tiên đưa thương tiếc buồn thương trói mùa công cao dài nổi. Nghĩ nhớ ân sao không ngoài tình dù sao chẳng suy cùng sẽ suy chiếm tâm hành đạo khi tuổi già bạn hết không biết làm sao thế mê thì nhiều người ngộ đạo rất ấy phần nhiều ôm lòng giết hại. Ác khí tràn đầy làm điều ư dối trái ngựa trời đất mắng tình tạo tôi khi mạng sống an toa và an đạo không biết ngày ra sáng người phải nghĩ đi xa lìa điều ác xuyên làm việc lành ai dục vinh hoa không thể giữ mãi.
đều phải ly biệt, chẳng có vui gì nên phải siêng năng tinh tấn cầu thân về cõi an là được. Trí huệ sáng suốt công đừng cầu thân, đừng theo tâm tham dục vô cuộc thế giới uổng phí đời sau. Phẩm 34 tâm đường mỗi sáng ngày đi lập Bồ Tát bành rằng bành đứng thế tôn lời thế tôn răng dạy rất sâu rất đúng nhờ đức từ bi giải thoát ư vô Phật là đắc phá phương tôn quý siêu việt trong hàng thân. Quang minh vô tận trí huệ phóng cũng đạo sư khắp xa trời, người ngày nay đều gần Phật lại được nghĩa hồng chẳng vô lượng có tâm chia được sáng tỏ rất là vui mừng. Phật bảo Di Lặc Bồ Tát kính Phật là điều đại thiện niệm Phật quan trọng hơn, giúp tránh hết lưỡi nghi dựng hết ái dục lập hết nguồn ai đi khắp ba cõi không bị chướng ngại. Khai thị chánh đạo độ người chưa độ cánh, người phải tiếp chúng sanh mười phương nhiều kiếp đến nay luôn chuyển trong năm đường cầu khổ không dứt. Sanh đã là khổ già vẫn khổ bệnh càng khổ hơn, chân chân là đau khổ hồi thôi bất tình không có gì vui nên quyết các đức tẩy trừ tâm xấu nói năng hành động thành tín trong ngoài hợp nhất. Chưa từ đồ mình lại ra đồ người đã lòng cầu nguyện chưa nhóm trắng lành chỉ cần tinh tấn khó nhập một đời ngắn ngủi về sao được trắng về cõi vô lượng thọ an vui vô cùng. Viện viện chân sanh sanh tử không còn khổ hoàn thọ mà ngàn vạn kiếp tử tại thì nên phải tinh tấn cầu đạt tăng nguyện không được nghi ngờ. Như còn chúng nghi hoàng sẽ sanh về cung điện thân bao ở biên địa của nước cùng là chiếu ca tai ăn trải qua năm trăm năm ngày di lập bằng phần bằng đơn thế con chúng con xin vâng lời Phật dạy kiên cần tu học y giáo phụng hành không dám có lòng nghi ngờ. Phẩm 35 chưa thế có Phật bảo Di Lặc các người sanh trong đời này tâm trí chân đừng không làm điều ác đó là có đức hạnh lớn vì sao vậy. Mười phương thế giới của chư Phật tiền nhiều ác ít rất dễ khai hóa, chỉ có thế gian tâm ác đường này rất là cực khổ. Ta này bằng Phật ở đây để giao hóa quần sanh bỏ năm điều dữ. Nhưng năm chờ thống khổ lìa năm thử theo đó điều phục tâm ấy kiến làm năm điều lành phước đứng đưa phật được những gì là năm điều thứ nhất các loài chúng sanh ở thế gian tính làm điều ác mạnh kiến điều chèn ép nhau tàn xa con ai ăn uống lẫn nhau không biết làm lành để chịu hậu quả nên có kẻ cùng khổ cô đồng chẳng ai biến đuôi ngọng khi ám mong
ác không chịu làm lành. Những hàng con quý hào phú hiền minh trưởng gia chế dòng tài cao là do biết từ ai hiếu thuần tu thiền sinh đức từ đời trước khi còn thân tiền đã làm sai trái sau khi mặn chúng vào chốn u minh chuyện thọ thân hết sao thân vào các nẻo nên có địa ngục chúng sanh ví như là ngục ở thế gian có cực hình kịch khổ thần thức tuy tôi đã tạo mà còn mà có dài ngắn theo nhau cả bao tội ác chưa lại tiếp tục kêu tội nhiều kiếm không thôi chẳng có dài khổ thống không thể nói hết được án đạo tuần hoàn cảm ứng tự nhiên tuy không bao ứng tức thời nhưng đèn ác chúng quy vẫn phải chịu quả báo điều thứ hai nhân loại thế gian không theo pháp luật ngoan dâm thái quá mặt tình phong cũng trên thì không minh tại vì không chính hạt hải hoang nguồn tổn hại chúng lương tâm niên khác biển hữu toan nhiều về trong ngoài trá dần dội ngũ suy muốn lời về mình tham lam không chán lời hại được thua oán dần thành thù tan nhà mất mạng không sẽ trước sau giàu có kêu kia không ai chịu vô thí chất chưa cho đầy nhọc tâm khổ thân đến khi mạng chúng không ai đem được gì tiếng ác hòa phước tùy niệm tỏ tâm hoặc tâm vào nơi chúng tướng hay vào chốn khổ độc hay người làm lành lại còn ủy ban không ai chịu bắn chứa thường nghĩ trộm cắp rừng đoà của người tiêu phá em rồi lại đi tìm nữa chân đoà bảo và đường ai chịu vô lượng thôn xoay vòng nhiều kiếm chân khó ra khỏi đau khổ vô cùng điều thứ ba người đời mà sống còn trong đời rất khó mà chẳng được là bao kẻ bấm lương tâm không chính đến ôm lòng tà ác luôn nghĩ dâm dục phiền não càng không thái độ tà nghĩ muốn lúc nào tồn tại chẳng làm điều vi phạm ai cầu xin gì cũng không chấp thuận lại còn tu về thân đàn bên đây chiến đánh cương diệt hại kiến đọa bất ấy mấy chú cấp cho vợ con đó thân hưởng là kiến người chán ghét lo lắng cố cực tạo nhiều tội ác chén vào ban đồ chịu vô lương khổ qua lại nhiều kiếp khó được giải thoát khổ đau khổ phiền điều thứ tư người ta ở đời không ai chịu tu thiện nói dối nói lời hung dữ tôi đâm thọc nói theo dệt rằng ai ghét người lành hại người hiền bất hiểu với cha mẹ sinh mạng từ trưởng chân thành sinh với bằng hữu tự cao tự đại cho mình có lý cậy mình ý thế lớn hiếm mọi người mong người kính để không biết hồ thẹn ôm lòng kêu mà có thể giao hoa nhờ chút phương đức từ đời trước đời này là á phương đức mất hẹn họ mang hết ra đổi ta điều án bao vây oán từ dân dân không cao thắng coi chỉ việc kiếm vào vạn lưa thân sẽ tăng á phâm thần không khổ mấy giờ nghĩ lại thân
đã rồi. Điều thứ năm, người đời không tuân lời tiếng không chịu làm lành tu chữa thân tâm, cha mẹ quyền bảo hàng trai trong đôi như là oan gia phụ bằng nghĩa không ông chúng bao đời không không leo lòng rượu chè tha hoa đằng đòn vương mình chăm chúng lễ nghĩa không thể trang gian giao tung lục thân quyến thuộc không chúc ơn tình không nhớ ơn cha mẹ không mà nói nghĩ thầy trò bằng hữu chi lo cho tự thân không được một điều lành không tin phong pháp không tin thân tử thiền ác muôn ai hiền nhân phá hoài phần pháp vô thi mong mùi tự cho không mình không biết từ đâu thân trên chết lẽ đi về đâu vẫn nhớ bấm thân lại muốn thường thọ thương xót khuyên báo lại không chịu nghe cô ơi chẳng riêng cũng thành cô vinh tâm đi cô chắc không chịu sao ơi mạng chúng cần kể hoài tiếp đã không tu thiền trên kỳ nhắm mắt ngàn ngàn ngồi ngàn sao còn kịp giữa trong vũ trụ năm đường phóng minh thiện ác bao ứng hòa phước đàn rằng thân từ chịu lấy không ai thay được người thiện làm lành thì từ cảnh chương đến cõi chương từ chân vào sáng người a la hán từ cảnh khổ vào cõi khổ từ tối vào cho tối ai hay biết từ chỉ có đức phật biết rõ ai thì chỉ dạy người tuân hành rằng ấy nên rằng tử không tội ác đạo công chính người đời tạo ác như thế nên tự nhiên có ba đường ác chiều vô lượng cố xoay và bằng nhiều kiếp không có hạn kỳ ra khỏi khó được giải có đạo đến không thể nói được do vậy nên có ngủ ác ngủ không ngủ thiêu như lò lửa lớn thiêu đổ không người nếu tự nhất tâm giữ ý đoan tâm chân niệm ngôn hành tương xứng chi tâm làm lành không làm tiền ác thì được độ quán đầy đủ phương chứng được đường thọ đến đạo bồ đề đây là năm điều thiền phẩm ba mươi sáu bao lượt khuyên lớn phẩm bao vị lần bồ tát những ngủ ăn ngủ thống và ngủ thiêu đó chuyện tiên cho nhau nếu phạm tội tất phải bao ăn đạo hiện đời sẽ đi bên hoàng tài hương cầu chúng không ở đường cầu chết không không để cho người đời thấy sự chiếu cảm đó mà chúng đoa vào ba đường a không khổ quá lắm từ bị thiêu đó cùng trên ngoan thu tàn hại lẫn nhau ta mồ côi nhỏ lần càng to lớn do tham đắm tài sắc không chịu bồ thí muốn quay lạc bản thân không chịu phạm tình trí am chúc dùng tâm lợi về mình phú quý vinh hoa đường đời vừa đi không chịu nhẫn nhịn không duyên tu thiền không bao lâu vì thế theo đó chưa về niệm lực an bài bao lưng tự nhiên dù có lo lắm hoàng hồ cũng phải vào bà đạo trước nay như vậy đau khổ lắm thầy các người đường theo pháp của chư Phật chỉ dạy phải chi nghi chính chắn tự nhiên như kỳ tròn đời không được biến thể chính
phẩm trong hiền lương thiện từ bi cầu thoát ba coi chức tánh độc sanh tử liền lo trợ thân khổ tăng độ. Thế nào gọi là hành thiền bậc nhân phải tự tin tâm chánh thân tai mắt mũi miệng đều phải đoan chánh thân tâm thanh tịnh cùng thiện tương ứng đừng đứng theo thì dục không phạm điều ác. Ngôn tâm hòa diệu thân hành thiền tâm hành thi cử chỉ bình tĩnh tự tốn ngồi và tâm con mà suy sẽ chính chắn sẽ như hồng ngôi hận về sau uống quý môn đời. Phẩm 37 như nghèo đàn của bao cánh người đã trồng nhiều căn lành phải nhắn nhục tinh tấn đừng phạm căn giới tự gầm chuyên nhục thanh tình cài giới tu một ngày một đêm ở cõi ta mà hơn làm lành ở cõi vô lương thọ cả trăm năm. Tại sao bài coi như Phật đó đều hành thiền tinh đức không có một chung án tu thiền ở ta bà mười ngày đêm hơn làm lành ngàn năm mở ca coi quần các tại sao vậy. Vì cõi nhớ Phật ở phương ra thì phương đứng tự nhiên có không có duyên để làm ta chỉ có thế giới ta bà này thiện ít ác nhiều toàn là khổ độc chứ tinh đừng đi. Ta vì thương các ngươi nên đã ra lòng khi dạy trao cho kinh pháp về phải nhớ giữ tuân hành tôn thi nam nữ quyến thuộc bằng hữu chi mau lẫn nhau cùng nhau kinh điểm hòa tuân đạo nhân. Hoan hỷ tự yêu nếu có ai phạm phải tự hối cải bỏ ác làm lành sáng nghe tối sửa phụng trì kinh giới như người nghèo được của sửa sửa tu nay gồm sửa thâm tâm. Tự nhiên cảm ơn ta được cha nguyện chi phần còn tại thế quốc âm thổ trang đều được hoa đổ thiên hạ hòa thuận nhật nguyệt trong sáng mưa thuận gió hòa tai dịch không còn giới quốc tai dân an. Minh đa vô dòng nhân đức hưng vương dự nhiên lệ nghĩa nước không trồn trước không có nếu đều được an lành ta thương các ngươi con anh cha mẹ thương con ta hay làm phần ở đời này chỉ có điều lần này thương chứng có trong tử được năm điều thiện lên chốn an là vô vi khi ta nhầm nghĩa bạn kinh đến lần việc mất nhân dân gian cha làm nhiều điều ác ngủ thiếu ngủ thống về đâu sau càng làm ác nhiều thêm nữa. Các người nên chuyên bảo nhau như lời Phật dạy không ai được phái phạm ngài chỉ rằng Bồ Tát chấm tay đưa rằng bằng bản thân thế tôn người đời ta có như vậy Phật đều từ bi thương có độ thoát tất cả. Con xin nghe lời dân cần dạy bao của thế tôn con dám tay trái. Phẩm 38 lễ Phật hiện ánh sáng đứng Phật bảo tôn giá nàng nếu người muốn thấy đức vô lượng thân tình bình đẳng và các Bồ Tát là ánh vẫn vẫn coi những nó nên đứng dậy quay mặt về phương Tây. Thương mặt trời là cung kính năm lễ chúng anh hiện nam mô a di đà phật tôn giả nam liền từ chối
vừa đành lễ liền thấy đấng Phật A Di Đà dung nhan uy quy sắc tướng trang nghiêm. Quang minh rực rỡ cao lớn vừa trên thân cả thế giới, lại nghe chư Phật Như Lai tâm mười phương thế giới xưng dường vạn pháp vô lượng công đức vô ngại vô cùng của đức Phật A Di Đà. Tôn giả đang bằng phần bằng đức thế tôn cõi phần thân tình kia rất hiếm tổ con nguyện mong được sanh về cõi đó. Đức thế tôn nói những người được sanh về cõi đó đã từng thân tận vô lượng đức Phật. Nhiều thiện căn vương rất người muốn sanh về cõi đó thì phải chúng ta mong quy mong cầu. Vừa nói lời ấy xong trên tay đứng Phật A Di Đà liền phóng ra vô lượng tia sáng chiếu khắp thế giới. Chữ Phật coi chữ Phật thấy đều hiện rõ như được mang gió qua minh tâm tình độ thân của đức Phật A Di Đà đang ở thế giới này. Sơn tuyết sơn kiên càng tiếng mỹ càng núi lớn nhỏ trong suối rừng cây cung điện của trời người. Tất cả cảnh giới đều sáng rõ như mặt trời vòng chiếu sáng khắp thế gian cho đến địa ngục ngạ quỷ khổ tay đều sáng rõ đồng bóng màu trắng như thời tiết thủy tai mưa tràn đầy cả vàng vắt chìm ngập. Thầm thầm mênh mông chỉ toàn là nước quang minh của Phật cũng chiếu khắp như vậy. Tất cả quang minh của thân văn Bồ Tát đều bị lu mờ bởi ánh hào quang sáng chói rực rỡ của đức Phật. Hàng tư chúng trong đây thiên long bản bộ người và thiên nhân vân vân đồng thấy các sự trang nghiêm của thế giới từng là đấng Phật A Di Đà ở trên tòa cao hoài đức nguy nguy tương hảo quang minh. Đàn hạ thân văn Bồ Tát phương kinh vây quanh như núi Tu Di đứng giữa biển cả thân qua phán rõ chiếu diệu thân tình bình chánh không có tâm huế và hình loài quái gì. Chỉ có ra báo ra hiện thân hiện chúng ta tôn giả đang và tránh chúng Bồ Tát vân vân đều rất vui mừng hớn hở đánh lễ năm vòng sang rất xin niệm Nam Mô A Di Đà Tam Miếu Tam Vấn Đề. Chư thiên và chúng nhân cho đến loài bò mới xuống đồng đều thấy hào quang ấy. Cả những kẻ bệnh thổ được thanh bệnh khổ, những kẻ sầu não được giải thoát bây đều có từ tâm làm lành. Vui mừng chúng thương nhân nhà khi như chuông thánh cầm thánh không hậu không đánh từ rồi chư thiên và nhân dân trong cả còi phần cá đều đem hoa hương đến giữa không đại chuông cúng dường. Bây giờ thế giới tức là ở phương Tây cách xa cả trăm ngàn vô lượng ứng cõi nương nhờ oai lực của Phật mà thấy rõ như ở trước mắt như được tình tiên nhãn tay như quảng tam thương đại chúng ở cõi cực là cùng lại như vậy đều thấy được tất cả như lai ở thế giới ta bà này và chúng tỳ kheo vậy quan nghe ba phẩm ba mười chín từ thị luật chỗ thấy bây giờ đến quan báo có giả nàng và từ thị mô
Tát rằng: Các ông có mấy cung điện lầu các ao hồ được hay tất cả vi diệu trang nghiêm ở thế giới cần là thông các ao có thấy chư thiên ở cõi dục cho đến cõi trời chẳng tiêu cánh đem hoa hương cũng dường các cõi Phật không con nhà hàng bằng Phật rằng bằng đứng thế tôn chúng con nhìn thấy các không có nghe tiếng lớn của Đức Phật A Di Đà về khắp tất cả thế giới để giáo hóa chúng sanh cùng con nhà và thấy họ liên tục niệm và không lại có các loài chim bay giữa dòng tiếng nó thanh thoát đó là do Đức Phật tiền hóa ra không ai từ bi Bồ Tát Bạch Đằng Bạch Đằng Thế Tôn như lời Đức Thế Tôn nói chúng con đều thấy cả Đức Phật bảo Di Lặc rằng ở những đó có thai chăng nữa ông có thấy chăng ngài Di Lặc bàn bàn rằng bàn mà Đức Thế Tôn con ơi người thế giới tức là ở trong thai như ở trong cung điện cõi già ma thiên lại thấy chúng sanh ngồi kiếm già ở trong hoa sen tự nhiên hoa trần do nhân duyên gì nhân dân ở cõi đó có hàng tài căn hàng hóa căn phẩm bốn mươi viên địa nghi căn đến phẩm bảo ngài từ thì nếu có chúng sanh do tâm nghi hoặc là các công đức nguyện sanh về tức là không rõ phẩm khi bất thường nghi khi bất khả sinh khi đại thừa quán kinh vô đẳng vô luân coi thường tâm khi đối với cha sĩ này nghi ngờ không tránh những vị tin coi phước mà tu tâm hạnh lành nguyện sanh về từng là phải có chúng sanh chữa nhon thiền căn mong cầu và phải chỉ vô biên trí vô đẳng kinh ngoài đến quan đại vấn tư nghị khi đối với căn lành sống sanh lòng tin ý chí còn cho dự đối với từ bản thân cõi Phật thân tình không có tình chiên nhưng vì liên tục nhớ nghĩ không vội cách thành tiền nghĩa cũng được quan thân do những chân ghen đó những hàng người này tuy được sanh về đừng làm những con thể đánh thắng cõi đến phần vô lượng thọ được gì đến biên giới coi phật ở trong cảnh thất bảo thôi không phải đến phần muốn như vậy mà để chính họ bảo đánh thắng đến đó vậy ở đó cũng có ao sen thắng bao tự nhiên thọ thân ăn uống chúng trướng như cõi trời đau lợi nhưng ở trong thành đó không thể ra cõi nhà ở trên đất không thể tùy ý cao lên ở đó năm trăm năm còn cái vợ không nghe được pháp không thấy thành chúng bồ tát thành phật trí huệ không sang chưa biết tin pháp lại ít tâm còn mở màng đi còn vui vẻ nên ở đó gọi là thai sanh nếu có chúng sanh tin đó phật thì cho đến tâm thì đoạn trừ nghi hoàng gieo ca thiện chẳng là cả không được khi tâm hồi hướng nên
được hoa thân ngồi kiếm nhà trong hoa thân bao. Phật thân được thân thương quan minh công đức trí huệ thành tựu đầy đủ như các bậc Bồ Tát phải chi lắng Bồ Tát phải biết hạng hóa thân đó có trí huệ tu tấn hạng phải căn chia trong năm trăm năm không thấy tam bảo. Không biết về thân của Bồ Tát không được tu tập công đức không có nhân duyên cúng dường Phật vô lượng thọ phải biết hàng người này do đời trước không có trí tuệ thân tâm nghi hoặc mà ra. Phẩm 41 Phật tâm kiến Phật trí như kiến luận thánh vương có bài cùng mau để ra mà những vương tứ nào mất rồi trong đó cũng có lầu ca cùng điện mạng bao giường bao la căn cửa sổ giường thế trang chân quy bao ân hộ nghĩ vùng được cánh dưỡng như chuyện luận thánh vương nhưng bị trói chân bằng chất vàng các biểu vương tử này có tính ở nơi hay không. Ngài từ thì Bồ Tát bằng phong bằng đức thế tôn nghĩ nhiên không vui tính khi họ bị giam cầm không được tự do chỉ muốn liên tu mọi cách để được ra khỏi ngục lại cầu mọi thế lực cần cần giúp sinh nhưng cũng không toại. Bao giờ thiện luân văn vương bằng lòng mới được giải thoát này đi là ta chúng sanh này cũng lại như vậy vì có tâm nghi hoặc phần trí cho đến quảng đại trí đối với thiện căn thiếu lầm tính sâu do nghe danh hiệu phật mà phát tâm tin thôi khi sanh về coi cực là ở trong hoa sen nhưng không được ra khỏi hoa khai trong đó cũng đủ vườn thừa cũng tiền tài cao vậy. Trong hoa khai đó thân tịnh không có huế ác nhưng trong năm trăm năm không thấy tam bảo không được cúng dường cùng sự chư Phật xa lìa tăng ca điện căn thù thắng do nỗi khổ đó nên không vui tình. Nếu như những chúng sanh này biết được tội đời trước thân lòng ăn năn từ chân cầu được ra khỏi thai hoa khi đã thanh niên rồi mới được ra khỏi thẳng đến chỗ của đức Phật vô lượng thọ. Nghe được kinh pháp lâu sau cũng được dài ngộ ăn nghi cũng được đi khắp cũng dường vô số vô lượng chư Phật tu tập các công đức này ai vật ra phải biết rằng tâm anh nghi hoàn tồn hại rất lớn mất mà lợi ích lớn. Đối với Bồ Tát anh phải kiên tướng minh bạch vô tướng trí huệ của Phật Ngài từ thì Bồ Tát bằng Phật bằng đức thế tôn tại sao có một hàng chúng sanh ở thế giới này khi cũng tu thiền mà không cầu vãng sanh. Này từ thì những chúng sanh này trí tuệ càng cờ phân biệt mấy phương không bằng cõi trời do vậy không mà tinh cầu thắng về cõi cực lạc. Ngài từ thì bạch Phật bạch Đức Thế Tôn những chúng sanh này luôn trôi phân biệt không mà cầu thắng về cõi Phật làm sao qua cõi luân hồi. Phật nói thế chúng sanh này có nhiều căn lành nhưng không bỏ tâm phân biệt vọng tưởng không cầu Phật về tam đẳng phương mau vui thú thế gian tuy cũng là phước nhưng khi cầu quả báo nhân thiên tuy được quả báo
nhất chưa ra khỏi dục tổ tam giới. Nhà từ cha mẹ và con nam nữ quyến thuộc mà không dưng bỏ dục tứ tà kiến vọng chấm thì luôn ở trong vòng luân hồi không được tự tại an người vô thế đó không gieo căn lành chỉ dùng thế thế biển không. Thì tăng thêm ta tiến làm sao ra khỏi đại hạn tư được lại có chúng sanh tuy có gieo căn lành tạo phước lớn nhưng vẫn giữ tâm không biết tình chấm sau nặng cũng cầu quá luân hồi chúng không quá thường. Nếu đêm nay đi huệ vô tư mà làm ta không đức thân bằng phẳng tình xa lìa bằng phẳng biệt cầu chẳng về tình đồ cho đến qua bồ đề quyết được thân về cõi phần vĩnh viễn giải thoát. Phẩm 42 Bồ Tát Phật Tâm Ngài Di Lặc Bồ Tát Văn Phật gần bằng đứng thế con hiện nay có bao nhiêu cả bậc bậc thôi Bồ Tát ở cõi ta bà này mà chẳng cõi Phật ca đưa cần về nước thực là. Này Di Lặc ở thế giới ta bà này có 720 ứng Bồ Tát đã từng cùng dường vô số chư Phật làm nhiều công đức đã sanh về từng làm tám bậc Bồ Tát thứ ba tâm. Tu tam công đức đã được vãng sanh số lượng không thể tính được không ai nhận cha bậc Bồ Tát ở cõi này được vãng sanh về cực lạc mà cha cõi Phật ca cũng lại như vậy. Cõi nữa của đức Phật viên chiếu có 18 câu chỉ là do tha đại Bồ Tát sanh về cõi tình là cõi nữa đức Phật bảo tàng ở phương đông bắc có 90 ứng bấm thôi Bồ Tát sanh về cõi cực lạc. Trang bằng bấm thôi Bồ Tát ở những cõi nước đức Phật vô lượng tâm đức Phật quán minh đức Phật lòng thiên đức Phật thắng lực đức Phật thứ tự đức Phật ly trần đức Phật đức thủ đức Phật nhân vương đức Phật hóa tràng đà vạn sanh số lượng 100 ứng hoặc 100 ngàn ứng cho đến vạn ứng vì đức Phật thứ 12 hiểu là vô thượng hoa có vô số chúng Bồ Tát ở cõi Phật đó đều ở Phật bấm ngôi tiền đã sanh về cõi tình là các vị ấy có trí tuệ trong mình từng cũng dương vô lượng chưa bận rất mừng tình thật thẳng đến những đưa trong bài ngày đêm kiên cố tu tập như pháp bằng cả trăm ngàn ứng chỉ tu tập. Đức Phật thứ 13 như là vô ý có 790 ứng đại Bồ Tát ca vì Bồ Tát thấp và chúng tỳ kheo vân vân sanh về cõi cực là không đến kể được. Danh hiệu của chư Phật không mười phương thế giới và chúng Bồ Tát đã vãng sanh chỉ nói tên thôi mà chi cũng không
Phật tâm tâm hồn
Phẩm 46 tầng tu kiếm trì này chỉ làm Bồ Tát Pháp của chư Phật Như Lai vô thường đủ thập lực vô ý thập tâm vô ngại vô trước Pháp Ba La Mật của Bồ Tát cũng không dễ gặp. Nói pháp này cho người cũng có sai thì người cũng có lòng tin sao vững chắc cũng khó gặp được kinh pháp này ta nay như lý thuyền nói pháp một pháp đại thì nhiều nhân thiết chứ phẩm chúng tăng này đem ra có cho thế con chàng không phải chân thần hồ làm lời ích cho các hữu tình chìm đắm trong đêm dài chớ để cho chúng đoa lạc trong ngũ tu chiều ca bồ ánh đang chìm tu hành thuận theo gia ba của ta phải tâm thiện như phật thường nhớ ơn sư phải làm cho pháp này lưu truyền dài lâu không bị tiêu diệt kiên cố giữ gìn không để hủy hoại không tất cả kinh pháp nhiều đến nhớ kỹ không quên quyết đưa đạo qua pháp của ta như vậy làm như vậy nói như vậy Như Lai đã hành thì cũng theo đó mà hành thì tu ca phương tiện cầu sanh về cõi tịnh độ. Phẩm 47 phước huệ được nghe bây giờ đừng thế con nói bài tụng rằng nếu ta chưa không tu phước huệ thì chẳng pháp này không thể nghe. Đà từng cung dường án Như Lai nên hay vui mừng tin pháp này kiếu mang giải đại và tà kiếm pháp đi nhiều Như Lai có tin như người mù hằng thấy khói đen không thể dẫn đường cho người ra chỉ cần chưa có trồng căn lành cứu đời hằng thiện mới tu tập nghe rồi có thì mà biến chết đọc tụng tháng tháng và cũng dường như vậy nhân tâm cao tình đời giá sự cháy khắp ba ngàn nhờ oai đức phật tất tiêu về quyết định phản thân coi cực là biển trí huệ Như Lai sau rồng chỉ phật cùng phật mới biết được thành văn ứng kiến sĩ trí phật nên đức cũng không thể hiểu công đức Như Lai phật từ biết chỉ có thế con mới khai thì rằng người khó được vẫn khó gặp xin huệ nghe pháp có trong có nếu ta hữu tình tâm thành phần hành hương vô hiền lên bờ giang ơi những kẻ học rộng trí cả nên xin lời như thật của ta chiều pháp này may phước được nghe nên vui mừng hãy kiên niệm phần họ thì khuya phật thiên sanh tứ phật coi người này thật bằng lành phẩm 48 nghe kinh đã được lời ích khi đừng thế con nói kinh này rồi có một vạn hai ngàn há vô ta chúng sanh xa lìa trần cầu được pháp nhãn tăng tình hai mươi ân chúng sanh chứng quả là hàng 6.800 tỳ kheo lầu bằng tâm được giải thoát 40 ân bồ tát được bất thối chuyện dùng sống đến hoàn cảnh mà từ căn nhiên quá vô thường bồ đề 25 ức chúng sanh được pháp thôi nhận môn vàng ứng đã cho 200.000 chúng sanh chưa từng phá nguyện thành phật này mới phá tâm gieo ca căn lành nguyện sắp về cực lạc thay bằng A Di Đà đều sẽ bán sanh về
lai lại có tâm vạn tu chi là cho ta hữu tình. Ở mười phương tôi vọng hoàng niệm vạn sanh hoàng thế vạn sanh thấy Phật A Di Đà được độ thị pháp nhân bằng vô thượng Bồ Đề ca hữu tình này có túc nguyện nhân duyên với Phật A Di Đà. Bây giờ đại thiên thế giới chấn động cao cấp và hiện sáng nhiều thần tiến quang minh sáng chói chiêu tâm mười phương lại có chữ thiên giữa công cao âm nhãn vi diệu cho đến chư thiên thắng giới cũng nghe và đến chưa từng có vô lượng hoa đẹp hơn tươi xuống tôn giả Lăng Bồ Tát và các ngàn Bồ Tát thanh văn thiên long mắt Bồ Tát cả đại chúng nghe lời Đức Phật dạy đều rất vui mừng đến thọ phụng hành Phật nói kinh đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng Bồ Xa lời từ sanh bấm gì không không bấm gì sanh sanh tướng thì không không tướng thì sanh có tướng hành tướng nghiệp cùng như thì xa lời từ thì chữ hoa không ai tướng bất sanh bấm nghiệp bấm do bấm tình bấm tăng bấm giảm thì có không chung vô sanh vô thọ tướng hành tướng vô nhãn thì chỉ địa thân ý vô sanh tình hương thì tung ba vô nhãn giới đại trí vô ý tướng giới vô vô minh diệu vô vô minh tạng đại trí vô lao tư diệu vô lao tư tâm vô vô tâm địa đạo vô trí địa vô đăng trí vô sở đăng vô bồ đề tăng đoại bám nhã ba la mật đa vô tâm vô ngoại ngài vô ngoại ngài vô vô niệm ly diên đa mong thân cư căn niệm bằng tam thế chư phật y mang nhớ ba la mật đa cố đức a nậu đa la tam điều tam bồ đề cố trì bằng nhớ ba la mật đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đăng đăng chú năm trừ những thế cố chức thiện bấm hư cố thuyền mang nhớ ba la mật đa chú thức thuyền chú biết yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng ba yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng ba yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng ba vạn căn quyết định chân ngô nam mô a di đà bà nhã đà tha nhã đà nhã đà điện nhã đà a di đà đô ba thề a di đà đa tham tham ba thề a di đà đa đề đa nam đế a di đà đa đề đa nam đa nhã di nhã nhã đa di đà đa lễ ta bà nam mô a di đà bà nhã đa đa nhã đa nhã đa đề nhã đa di đà đô ba thề a di đà đa tham tham ba thề a di đà đa đề đa nam đế a di đà đa đề đa nam
Bye.
kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phá nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung thân thể không đau bệnh. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phá nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung tâm hồn không hôn kính lạy Phật Di Đà. Thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc tâm chúng không tạm tâm của dùng. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ chung tâm niệm Phật Di Đà. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung cả kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung nguyện về tịnh độ. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung con thấy kim thân Phật. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung Phật Pháp Quang Nghiêm Độ. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung liên hoa quang hóa thân. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ nở tâm trai ngộ. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ chứng ngộ pháp vô sanh.
xin lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vạn sanh tịnh độ trong viên thành toàn giác. Nam mô Phật giới tạng thân A Di Đà Phật. Nam mô Phật giới tạng thân A Di Đà Phật. Nam mô Phật giới tạng thân A Di Đà Phật. Đệ tử chúng con hiện là phàm phu trong vòng sanh tử, tội chướng xấu nặng luân chuyển cao đường khổ không nói được. Nay gặp tri thức được nghe danh hiệu phàm niệm công đức ngài Phật cầu nguyện vạn sanh nguyện phẩm từ bi cho thương chẳng bỏ phóng quang nhiễm tòa đệ tử chúng con. Chưa biết Phật thân đức tốt quang minh, nguyện Phật thiện cho con được thấy lại thấy tướng màu và thế giới kia thành tình trang nghiêm mà về đẹp quang minh chính đều thấy rõ con niềm lắm chúng không chướng ngại. A Di Đà đến trước từ xa quang cam lộ dưới nơi đầu thế chi kim đài cao đỡ khoảng tay có vui đến liên trì khi hoa sen ở thấy từ tôi nghe tiếng pháp sau lòng mà chẳng tỏ nghe trong liền bộ sắc nhân không trời an giữ lại ta bà kéo đem phương tiện lợi quần trần lao là phần sự con miệng như thế phần chứng trí sẽ cuồng về sao đưa thật tự niệm Phật lại Phật công đức thu thân hành nay vô biên tâm phước giải hồi hướng vô miệng Phật giới chữ chúng sanh công quán vô lượng quán phật sáng nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não nguyện đắc trí huệ chân minh liệu phố nguyện hồi chướng tâm tiêu trừ thế thế đường anh bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ chúng ma cứu phật liên hòa phù màu hóa khai kim văn ngộ vô sanh bằng đôi bồ tát vi mạng lớn nguyện vị thừa tống đức vô cầm nhất thiết đảnh giữ chúng sanh giai công thành phật đạo. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại
tình đó trên đàn vô ơn nặng dưới cứu khổ ba đường chính hồi quan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiện tại yêu tình và vô tình nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề một báo tâm này sanh qua cõi cực là đệ tử chúng con nguyện cầu đức Phật A Di Đà chánh tích quang lâm phong ngọc hào quang gia hộ đệ tử chúng con đi trước giờ lâm chung thân công tâm bình tâm công hôn mê nhất tâm niệm Phật Phật và thân chúng tay cầm đài và tiến dẫn chúng con và thân về Tây Phương cực lạc đệ tử chúng con nguyện đứng quán thế âm Bồ Tát tùy từ chân tích quang lâm phong ngọc hào quang gia hộ đệ tử chúng con cùng tất cả chúng sanh thân tâm thường an lạc tâm bình tiêu trừ căn lành tăng trưởng phước huệ trang nghiêm xuân ca diệt khánh hà bảo bình an thu tống tam tài đồng minh bạch phước một khẩu đắc Di Đà thọ ký đệ tử chúng con niệm đấng Phật A Di Đà tùy từ phong ngọc hào quang tiến dẫn chương linh vong linh cửu huyền tất tổ tập nhị loại cô hồn ngã quỷ hạ sa hữu vị vô danh hữu danh vô vị nam tử tướng vong lại đạo Phật tiền văn kinh kinh pháp cốc giả mê đồ thiếu tâm tình á đồ phổ biến âm tiêu dương tới phạm giới chúng sanh tình giữ vô tình đồng tâm cực là đồng kiến Di Đà đồng ngộ vô tâm đồng thành Phật nguyện đem công đức này